kẹt các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda FX 2020 ra mắt với mức giá từ 41.200.000 đồng. Cái chiếc Honda FX 2020 được nâng cấp về mặt thiết kế, bổ sung thêm cái động cơ 150 phân khối, có trang bị phanh ABS với mức giá từ 55.200.000 đồng. Còn cái phiên bản 125 tăng giá nhẹ, không có phanh ABS. Sau bao nhiêu đồn đón thì cuối cùng Honda FX thời mới cũng đã ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi cuối năm 2019. Đây là thời thứ 5 của dòng xe Taiga hướng tới đối tượng khách hàng là nam giới. Và đúng như kỳ vọng không ít người dùng, cái chiếc FX mới đã có cái phiên bản 150cc. Honda FX 2020 sở hữu cho mình thiết kế khác biệt hoàn toàn so với đời trước. Đầu xe, hệ thống đèn pha vẫn là cái kiểu đèn kép, nhưng có thêm hai cái dãy đèn định vị được vuốt ngược lên trên, tương tự như thiết kế của Honda Winner X 2009. Thiết kế đuôi xe của chiếc FX mới không khác nhiều so với đời trước. Cái phần đèn hậu cũng được tạo hình 3D ấn tượng hơn đôi chút. Ta thấy được Honda FX thế hệ thứ 5 có thêm thiết kế hiền hơn so với đời trước. Các đường nét cắt xẻ góc cạnh đời cũ được thay bằng những cái đường cong mềm mại trên cái phiên bản đời mới. Cái sự thay đổi này khiến cho xe bớt nam tính hơn, nhưng mà lại dễ dàng tiếp cận những khách hàng là nữ giới. Một trong những nâng cấp đáng thú vị nhất ở cái phiên bản này đó chính là cái đồng hồ chạy LCD với những đường nét chữ X trực quan hơn cái phiên bản đời cũ. Dưới yên xe, cái cốp của chiếc FX mới với dung tích là 22.7 lít, tức là lớn hơn 0.9 lít so với đời trước, nhưng được bổ sung thêm cái đèn soi cùng với cổng sạc điện thoại, đối với cái phiên bản là 150cc. Honda FX phiên bản 125 sử dụng cho mình có động cơ XB standard 4 kỳ làm mát bằng dung dịch với một cái dung tích là 124.9cc, sinh ra một công suất là 11.3 lực tại vòng tua máy là 8.500 vòng/phút, cùng với moment xoắn cực đại là 11.68 Nm tại vòng tua là 5.000 vòng/phút. Phiên bản này thì không có trang bị phanh ABS, trong khi cái phiên bản 150 được trang bị cho mình có động cơ sinh đơn với một dung tích thật 149.3cc, sinh ra một công suất 12.9 lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút, cùng với moment xoắn cực đại 13.3 Nm tại vùng tua 5.000 vòng/phút. Xe có trang bị phanh ABS ở bên trước. Và giá của chiếc Honda FX 150 2020 rơi vào khoảng là từ 55.200.000 đồng đến 56.400.000 đồng. Mức giá này cao hơn so với cái chiếc NVX 155 phiên bản ABS có mức giá dao động chỉ từ là 52.300.000 đồng. Còn trong mặt NVX không có phiên bản 155, không có trang bị ABS thì có mức giá rẻ hơn là 46.300.000 đồng. Còn phiên bản 125 thì Honda FX thế hệ 2020 có mức giá dao động là từ 41.200.000 đồng đến 42.400.000 đồng. Mức giá này cao hơn thời cũ, có mức giá dao động chỉ từ là 38 đến 41.500.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến ngày trực tiếp. Nhớ like, subscribe.